thưa bác sĩ, thì chúng ta đã nghe đến là việc là nổ túi ngực do giảm áp suất như là việc là đi trên máy bay, thì điều này có dễ xảy ra hay không? Và đối với những ai thì áp dụng phương pháp này thì cần làm như thế nào để đảm bảo an toàn sau phẫu thuật ạ? Thực sự là bạn chỉ nghe đồn thổi là nó nổ trên máy bay, rồi sau khi mọi người nghe đồn thổi là mọi người lại chế những cái clip vui, và những cái clip vui và họ dựng lên những cái clip nổ trên máy bay. Thực sự là rất khó. Và những cái túi ngực này người ta đã được sử dụng rất lâu năm rồi. Và nếu mà cho nên là các bạn yên tâm về cái chất lượng. Thứ nhất là về chất lượng, cái thứ hai nữa là khi mà thực sự là trên máy bay, với cái áp suất trên máy bay thì khi mà bay lên thì với cái áp suất cân bằng của cái máy bay, bạn có thể sinh hoạt rất bình thường rất như thế này, thì cái khả năng vỡ là không thể rồi. Chắc chắn là không thể có chuyện mà vỡ túi ngực. Nếu mà cái áp suất mà nó thay đổi như vậy thì chính chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trước, sẽ gây cho chúng ta một cái tình trạng khó thở, hoặc là gây những cái triệu chứng khi mà thay đổi áp suất. Cho tới chứ mà tới mức vỡ thì nó không thể. Cho nên là các bạn yên tâm là khi mà đặt túi ngực thì có thể đi máy bay thoải mái, không thành vấn đề.